xem tử vi về nhân tướng học, về chi tiết tiền tài sự nghiệp của người tuổi Dần trong năm 2020. Trong năm 2020 thì thách thức rình rập bùng nổ và vận may vào phút chót. Tiền đồ thì rộng mở nếu như con giáp này tìm đúng quý nhân. Trong năm 2020 thì con giáp này đang gặp nhiều may mắn sau một năm bị thái tuế cản trở, có thể sẽ thăng tiến khá nhanh ngoài sức tưởng tượng. Thứ nhất là về vận mệnh của người tuổi Dần. Trong năm 2020, tuổi Dần là một biểu tượng cho một con hổ, là một con giáp đứng thứ 3 trong số 13 con giáp. Người tuổi Dần thường là một người dũng cảm, có tính cách cạnh tranh và mưu sự khó lường, là một người ghét phải tuân thủ mệnh lệnh, luôn không hài lòng với những quyền lực của người khác. Thì theo tử vi của năm 2020 dự đoán, đây là một năm hứa hẹn thành công trong mọi công việc của người tuổi Dần. Và lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy tự tin vào chính mình, đi về phía trước mà không cần phải hỏi bản thân quá nhiều những câu hỏi. Năng lượng của năm 2020 nó cộng hưởng với tuổi Dần thì bạn sẽ có một năm tuyệt vời, nhưng không phải là không có thách thức. Người tuổi Dần thì trong năm này vận trình có phần thăng tiến, sự nghiệp cũng dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực, gặp nhiều may mắn và có khá nhiều những cơ hội để con giáp này khẳng định được mình, tự thay đổi về số phận và đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đặc biệt là trong năm Canh Tý của những chú hổ, đó là sự chủ động và quyết định thành công, chủ động để nắm bắt cơ hội, chủ động để thể hiện mình, chủ động để tìm kiếm thời cơ, chủ động để kết nối các mối quan hệ. Đó là những việc mà con hổ phải làm để thành công trong năm Canh Tý này. Nếu có ý định chuyển việc và thử sức mình ở những lĩnh vực mới thì năm nay cũng là lúc mà bạn có thể đi theo những mong muốn và ước mơ của mình. Đừng chần chừ và do dự quá lâu. Về thứ hai là sự nghiệp của những người tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020. Về những người sinh năm Dần sẽ có một năm may mắn để những việc vượt qua các kỳ thi kiểm tra của trình độ và nhận được các chứng chỉ. Điều này thì sẽ hữu ích cho những việc mà thăng tiến nghề nghiệp và tìm việc để làm. Bạn nên nắm bắt những cơ hội để chiến đấu cho những gì mà bạn muốn. Khi đã có cơ hội thì bạn có thể đi lên trong nghề nghiệp của mình với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người có kinh nghiệm đi trước. Khả năng thăng tiến trong năm 2020 của người tuổi Dần khá tốt và con giáp này nên chủ động để nắm bắt những cơ hội chuyển vận của mình. Không chỉ chức vụ tăng lên mà còn mức đãi ngộ cũng tăng lên theo, chớ nên để lỡ nhé. Để nói về các kế hoạch chuyển việc, ứng tuyển và trong công việc mới của con giáp này thì mọi sự khá là thuận lợi và suôn sẻ. Nếu cần thêm bằng cấp, chứng chỉ thì bản mệnh nên nhanh chóng sắp xếp thời gian để đi học, đi thi sẽ thành công đến với những người mà có sự chuẩn bị kỹ càng đó. Quý nhân có thể là cấp trên, cũng có thể là trưởng bối, là những người đi trước sẽ trao cho bản mệnh những kinh nghiệm, kiến thức và mở ra những cơ hội để bạn thể hiện về riêng mình. Về thứ ba là về tài chính của người tuổi Dần trong năm 2020. Với người tuổi Dần sẽ có một năm may mắn khá lớn về đường tài lộc. Điều này có thể mang lại cho bạn những phúc lộc và tiền lương tốt hơn. Bạn sẽ nhận được lợi ích kế thừa và sự giúp đỡ từ người thân của bạn, và bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu như tham gia vào các ngành như phục vụ và nuôi trồng thủy sản nếu có. Với những người tuổi Dần là những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thì năm nay bạn có thể sử dụng một phần tiền của mình để đầu tư vào một liên doanh mới. Đầu tư nó sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vượt trội nếu được thực hiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia về tài chính một chút.
và nghiên cứu nghiêm túc sẽ giúp ích cho bạn đó. Còn với những các tháng may mắn cho tài chính của người tuổi Dần trong năm nay, đó là tháng 3, tháng 9 và tháng 10. Về thứ tư là về tình cảm của người tuổi Dần trong năm 2020 như sau. Thì theo vận may của Dần trong năm 2020 thì những cô gái mà sinh ra trong những năm Dần sẽ gặp người đàn ông mà họ yêu và phát triển mối quan hệ đó. Ngược lại, nếu là con trai thì có thể rơi vào tình huống thụ động trong các mối quan hệ yêu đương và họ nên tự mình đấu tranh cho tình yêu. Về tuổi Dần sẽ được ban phúc trong các mối quan hệ tình yêu và bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ vào năm 2020 nếu bạn là người độc thân. Còn bạn mà thất bại trong các mối quan hệ tình yêu trong năm ngoái thì bạn sẽ có mối quan hệ tình cảm với một người quen trong năm nay đó. Còn đối với những người đã kết hôn thì năm Canh Tý 2020 có thể là một năm hạnh phúc để bạn tận hưởng sự hòa hợp đó. Về thứ năm là về sức khỏe của người tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020, tuổi Dần sẽ gặp những vấn đề nhỏ khi mà nói đến sức khỏe của năm Canh Tý. Bạn sẽ mắc các bệnh phổ biến nhất như là cảm lạnh hoặc cúm, đau dạ dày. Bạn cũng cần phải thận trọng đối với những việc như viêm xoang và viêm khớp. Về nói chung là tuổi Dần sẽ ổn nếu bạn ăn tốt, ngủ ngon và thường xuyên tập thể dục. Nhưng bạn phải nên thận trọng hơn ở trong các tháng như là tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Về phần 2 lớn là về tử vi chi tiết cho các tuổi Canh Dần, Mậu Dần, Bính Dần và Giáp Dần trong năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là tử vi năm 2020 cho người tuổi Canh Dần sinh năm 2010, mệnh là Tùng Bách Mộc. Trong năm Canh Tý 2020 là khoảng thời gian khá lý tưởng với người tuổi Canh Dần sinh năm 2010. Nhờ vào sự học hành chăm chỉ mà con giáp này được thêm sự quan tâm của phụ huynh sẽ có được những thành tích đáng kể trong chuyện học hành. Đây là một trong những giai đoạn mà bố mẹ cần phải ở bên để bảo ban, uốn nắn về con cái. Và tuổi Canh Dần trong các mối quan hệ với bạn bè thì hãy cẩn trọng để tránh xảy ra những xung đột. Và bản mệnh thì tính tình có phần lại ngang ngạnh, cố chấp nên rất dễ phát sinh những mâu thuẫn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Và bố mẹ hãy là người sát cánh cùng con và giúp cho hài hòa hơn trong chuyện cư xử. Về thứ hai là tử vi của năm 2020 cho người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thuộc mệnh Thành Đầu Thổ. Và theo tử vi của năm Canh Tý 2020 thì người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nên dành nhiều thời gian để trau dồi cho nghiệp vụ, học thêm những chứng chỉ để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình về sau này. Và bản mệnh từ đó dễ dàng thành công hơn nếu như xây dựng được một nền móng vững chắc. Và bản mệnh thì hãy tự tin và hành động. Tuy nhiên thì theo tử vi nhắc nhở con giáp này là hãy biết khiêm nhường, cầu thị. Bản mệnh nhiều khi chỉ coi trọng về quan điểm cá nhân mà đánh giá thấp sự góp ý của người khác. Điều này chỉ khiến cho bản mệnh bị thụt lùi, mất thiện cảm của người khác mà thôi. Và trong năm này thì vận trình của tuổi Mậu Dần có điềm họa huyết quang nên hãy cẩn trọng khi đi lại và trong công việc thì cần giữ một sự tập trung để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Thứ ba là về tử vi của năm 2020 cho người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 thuộc mệnh là Lư Trung Hỏa. Nhìn chung trong năm Canh Tý 2020 thì không phải là một năm thuận lợi với người tuổi Bính Dần. Bản mệnh và vận trình thì có hung cát đan xen, rất khó đạt được kết quả như mong muốn. Cụ thể là trong công việc thì bản mệnh bị phân vân trước các kế hoạch, không định hướng được những bước phát triển cho tương lai và bản mệnh có thể suy nghĩ đến những việc là thay đổi vị trí hay xa hơn là thay đổi lĩnh vực làm việc. Một môi trường mới có thể khiến cho con giáp này lấy lại được sự hứng khởi. Còn về tình cảm thì đây
cũng không phải là một năm vượng đào hoa với người tuổi Bính Dần. Hãy mở rộng các mối quan hệ để có thể nửa kia của bản mệnh sẽ ở đây mà ra. Với người đã có gia đình thì công việc và việc tự ảnh hưởng lẫn nhau, không mang những lời khó chịu bực dọc cơ quan về nhà mình. Về thứ tư là tử vi năm 2020 cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc mệnh Đại Khuê Thủy. Nếu định tiến hành những kế hoạch lớn thì tử vi khuyên người tuổi Giáp Dần là không nên thực hiện vào năm Canh Tý 2020, vì đây là một năm không suôn sẻ với bản mệnh, khó có lòng đạt được những kết quả như mong muốn. Bản mệnh có nhiều cố gắng song trong năm này không được quý nhân phù trợ, vận trình lại nhiều phần lận đận. Và năm Canh Tý thì người mệnh Đại Khuê Thủy thì có vận trình có thể nói là hung nhiều hơn cáp. Về sức khỏe, con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe và bản thân mình nhiều hơn. Công việc bận rộn, áp lực lớn mà không được như mong đợi, khiến cho những chú hổ bị tinh thần ảnh hưởng rất nhiều trong sinh hoạt, thì ăn uống lại không điều độ, kém, khiến cho sức khỏe vì thế mà đi xuống không đảm bảo. Khi bước qua thời gian đầu năm, từ giữa năm trở đi thì vận trình của tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều chuyển biến. Càng về cuối năm thì cát khí càng vượng và con giáp này sẽ gặp được quý nhân giúp cho thăng chức tăng lương, và nhìn chung quãng thời gian đầu thì nó đòi hỏi tuổi Giáp Dần phải hết sức kiên trì để vượt qua. Về thứ năm là tử vi năm 2020 cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc mệnh Bạch Lạc Kim. Về theo tử vi của tuổi Nhâm Dần năm 2020 thì vận trình sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, bản mệnh khó lòng được cơ hội thăng tiến, thậm chí có thể mắc phải nhiều sai lầm khá lớn. Tiểu nhân luôn là điều mà tuổi Nhâm Dần khó tránh khỏi. Ở trong thời gian này, hãy chú ý để các mối quan hệ với cấp trên hoặc là đồng nghiệp cho hòa thuận hơn, để xảy ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ này chỉ khiến cho bản mệnh chịu nhiều thiệt thòi. Còn về tài lộc thì theo tử vi nhắc nhở bản mệnh nên phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể để bảo toàn số tiền đáng có. Trong năm Canh Tý 2020 thì bản mệnh khó có thể tiết kiệm được, nên tốt nhất là hãy tìm cách giữ tiền. Và tuy nhiên thì bản mệnh cũng có thể trích ra một phần tiền để đi du lịch nhằm giải tỏa những áp lực và tinh thần tốt, giúp cho những chú hổ đưa ra những quyết định tốt hơn. Về thứ sáu là tử vi của năm 2020 cho người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 thuộc mệnh là Tùng Bách Mộc. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong năm Canh Tý thì vận trình khó lòng được như mong đợi. Theo tử vi nhắc nhở thì bản mệnh nên kiềm chế cảm xúc, tránh bốc đồng mà gây ra bất hòa khí trong các mối quan hệ. Bản mệnh là người có sự nhanh nhạy thông minh, song đôi khi khá cố chấp, tự cao, khiến cho những công việc dễ bị ngáng trở và bị xung đột. Còn về tài vận thì tuổi Canh Dần luôn rủng rỉnh tiền trong túi, không lo túng thiếu. Bản mệnh chỉ cần nhớ một điều nhỏ là không mạo hiểm đem tiền đầu tư theo lời dụ dỗ của những lĩnh vực mà mình không hiểu và không biết. Hãy dành một thời gian rảnh rỗi để giao lưu với bạn bè, tham gia những lớp sinh hoạt như là cờ vua, cổ điển và các hoạt động nhẹ nhàng, giúp cho mình tăng cường hoạt động về thể chất và giúp cho tâm trạng thoải mái hơn, mở rộng các mối quan hệ. Và theo tử vi cũng đưa ra những lời khuyên cho con giáp này là không nên đi xa hoặc đi nước ngoài trong năm Canh Tý này. Về thứ ba lớn là tử vi cho người tuổi Dần trong năm 2020 theo từng tháng. Về tháng 1 là trong tháng riêng của năm Canh Tý thì với người tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến tốt là nhờ sự bình tĩnh và sáng suốt của con giáp này, với khối lượng công việc lớn nhưng không khiến cho bản mệnh hoảng loạn mà vẫn giải quyết mọi việc đâu ra đó, luôn được cấp trên hết lời khen ngợi. Về tháng 2 là khi bước sang tháng 12 của năm 2020 về âm lịch thì những chú hổ đã đánh mất phong độ của mình khi mà chịu khuất phục trước những khó khăn
để thất bại chiếm thế thượng phong. Có những sai lầm khó tránh khỏi nhưng lại là đả kích lòng tự tin của bản mệnh, khiến cho con giáp này như chim sợ cành cây cong, không dám vững vàng tiến bước như trước đó nữa. Còn về tháng 3 thì người tuổi Dần trong tháng 3 này trong công việc không có nhiều chuyển biến mang tính chất đột phá, và bạn đang cố gắng khắc phục những hậu quả mà mình gây ra trước đó. Dù là một con đường dài và rất dài, nhưng ít nhất bản mệnh không để những suy nghĩ tiêu cực của mình kéo giật lùi. Về tháng 4 là xem tử vi sự nghiệp trong tháng 4 âm với người tuổi Dần thì khó đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian này. Bạn cần phải thận trọng hơn với những chuyện là giấy tờ sổ sách, hoặc hạn chế để sai sót, bởi điều này có thể khiến cho bạn phải trả giá khá đắt. Về tháng 5 là khi bước sang tháng 5 âm lịch thì tuổi Dần không có nhiều chuyển biến trong chuyện công việc của mình, và con giáp này có những chuyện phiền lòng chẳng thể nào tập trung vào việc được. Trong tháng 6 thì vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong tháng này không được tốt lắm. Bạn rất dễ gặp chuyện thị phi, chẳng phải việc mình làm, nhưng cũng có thể phải chịu tiếng oan, nó ảnh hưởng đến thanh danh, và bạn cần phải kiểm soát lại cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao làm sao cho hoàn hảo. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể khiến bạn mắc sai lầm, mang họa vào thân đó. Còn về trong tháng 7, trong tháng cô hồn thì tuổi Dần có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình, biết cách tận dụng những lợi thế sẵn có cùng khả năng phát huy sáng tạo hết mình, bạn có thể đạt được nhiều thành tích một cách đáng ngưỡng mộ. Về tháng 8 thì người tuổi Dần trong tháng 8 của năm Canh Tý 2020 về âm lịch này thì không đạt được mục tiêu của mình trong công việc, và bạn bị tình cảm chi phối khá nhiều và cảm xúc đã lấn át cả lý trí, nên khiến cho sự tỉnh táo dễ phạm phải những sai lầm không đáng có. Về tháng 9 thì theo tử vi của tháng 9 âm lịch, đối với người tuổi Dần về sự nghiệp khá bình ổn, không có nhiều biến động. Có điều là để thành công hơn, bạn cần phải thay đổi thái độ làm việc của mình, giữ cho bản thân và sự khiêm nhường, tinh thần cần tiến để nhanh chóng tiến bộ. Trong tháng 10 thì tuổi Dần không đạt được mong muốn của mình trong công việc, bạn cũng có thể giúp đỡ nhưng chẳng thể hoàn thành được những kế hoạch mà mình đã đề ra. Trong tháng 11 thì xét về phương diện sự nghiệp của tháng 11 này thì tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển nhiều hơn. Có khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng là khá tốt, nếu biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại thì tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm. Về tháng 12, đó là tháng chạp của năm Canh Tý này, sẽ là lúc mà tuổi Dần đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn giành được sự ưu ái của cấp trên, có thêm nhiều triển vọng và tránh ở trên vai những điều khó, không khiến bạn căng thẳng và áp lực, mà càng có thêm một động lực để phấn đấu tốt hơn. Hãy tin rằng nghịch cảnh chưa chắc chắn là bạn bất hạnh, đôi khi đó cũng chính là món quà mà cuộc sống đã tặng bạn đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.